kích nha. Yeah.
nhà hát thành phố à? Thành phố đi bộ nè. Là nhà hát thành phố. Thành phố đi bộ nè. Thành phố đi bộ nè. Điện. Đi một vòng nè, một vòng luôn. Qua hết lấy trong đó đồng này tết nè. Có thể mình đồng khác qua đây mình quay. Không, đi 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 mình được. Hôm nay là lái xe thôi. Phương mà đi xe máy, cái máy đây là Phương đi là ngon nhất luôn đó. Yeah. Muốn thì gọi taxi cái chợ hai chồng ông đây với bác Trần á, đi vòng vòng. Còn nếu mà đi xe máy được thì đi lên, mà xe máy đó, mình phải gửi để mình ngồi mình canh không được. Xe máy thì chân đi mình không có thể đi xe được. Chắc ăn cho lắm. Mà cái này bạn ý là Phương mà đi quay á là Phương mà đi một mình. Đúng rồi. À, đi ai là hết đó Phương mới quay được. Chứ cô uống là cần cô là uống là làm không quay được hết á. Đây là ủy ban nhân dân thành phố. Quay đó không quay nữa.
lên.